Tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đến với kênh YouTube chia sẻ kiến thức kinh doanh, marketing, bán hàng online của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, giảng viên Đại học Thương mại, chuyên gia về marketing online từ năm 2008 tới nay. Vâng, và đây là Facebook của tôi, Phan Anh Online, website là pamarketing.vn và kênh YouTube cũng là Cùng trao đổi với ông Nguyễn pamarketing. Phan Anh, chuyên gia Vâng. Facebook Marketing. Này này, ok. Cũng rất là bận nên là tôi hôm nay tôi sẽ dành tặng cho các anh chị một cái video rất mới. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 và quay vào lúc 22 giờ 20 phút ngày mùng 5 tháng 7, quay rất là mới. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị lập một cái kế hoạch kinh doanh và marketing trong ngành thời trang rất là chi tiết, rất là cụ thể. Và video này thì cũng rất là kỹ và tôi cũng sẽ gửi tặng cho các bạn những cái tài liệu này để các bạn có thể làm được cho mình. Đó. Thế thì đầu tiên, anh chị ở đây là tôi đang thấy là cái phần marketing fashion thông tin của tôi. Thế thì khi mà lập một cái kế hoạch ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm đến điều gì? Là chúng ta quan tâm đến mục tiêu doanh số, chi phí và lợi nhuận. Cái này thì bắt buộc các bạn lập cho chúng ta hay lập cho khách hàng hay lập cho các sếp thì chúng ta cũng đều phải trả lời cho câu hỏi là ok, doanh số bạn muốn bao nhiêu? Đúng không ạ? Doanh số tổng của cả một năm hay là của một quý một tháng thì chúng ta cần phải biết. Đấy, ví dụ như là đây công ty đang mong muốn đặt doanh số là 9 tỷ một tháng và doanh số hiện tại thì ta đang đạt chừng từ 3 đến 4 tỷ rồi, tức là sẽ cần tăng trưởng gấp 2 đến gấp 2,5 lần. Đúng không ạ? Doanh số mong muốn mảng bán buôn 4 đến 6 tỷ, mảng bán lẻ từ 2 đến 3 tỷ. Như vậy dự kiến là tăng trưởng khoảng 170 đến 200% so với cùng kỳ. Vâng, tiếp tục là vấn đề về doanh số bán buôn, đúng không ạ? Thì ta sẽ phân bổ doanh số theo khách hàng. Thì chúng ta sẽ biết được là công ty bây giờ có bao nhiêu khách hàng và phân loại khách hàng đã ra. Đúng không ạ? Ta sẽ lấy cái data đấy ra, ta phân loại và ta xếp hạng và ta phân cho các cái nhân viên kinh doanh phụ trách. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ có chương trình chăm sóc khách hàng và chúng ta có chương trình phục vụ cũng như là các cái chính sách để được ban hành một cách đầy đủ cũng như là cập nhật cũng như là mới nhất. Vì rất nhiều những cái đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ là không có chính sách một cách chính thống và được ban hành. Phải có chính sách chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Phải làm khác đi, không chỉ là đơn giản là chỉ kết bạn và gửi mẫu qua Zalo, đúng không? Đấy, phải có chính sách thưởng cho khách hàng, thưởng doanh số theo đơn, theo tháng, theo quý và năm. Nói thế này thôi nhưng lập ra một cái bảng thưởng như vậy là cũng phải tính toán rất kỹ. Đó, rồi thì thưởng chiết khấu cho từ đơn, rồi thì hỗ trợ công nợ, đấy, thưởng tặng các cái món quà, đấy, rồi thì các cái chính sách dành cho khách hàng như là chăm sóc sinh nhật, quà tặng, ma chay hiếu hỉ vân vân. Và có thể như tôi thì có lợi thế rất là mạnh về đào tạo thì tôi có thể hỗ trợ khách hàng về đào tạo như là đào tạo bộ video, rồi khóa học Zoom offline vân vân, đấy, rồi làm media cho khách hàng. Đấy, như chụp ảnh, quay phim cho khách hàng, đấy, gặp gỡ khách hàng trực tiếp để mà trò chuyện, để mà lắng nghe ý kiến của họ. Những cái này sau này thì mình cũng sẽ phải đưa hết vào các cái kế hoạch thực hành. Đấy, phải có nhân viên chăm sóc khách hàng riêng và ép KPI doanh số cho từng khách. Và tôi đã làm những cái phiếu khách hàng cho họ. Trong đó tôi phân tích doanh số hiện tại, phân tích cái sự phát triển và đưa ra những chính sách hỗ trợ để mong muốn đạt được cái mức doanh số cao hơn. Đấy. Phân cấp phân loại khách hàng ra thì cái này chúng ta sẽ làm việc với trưởng bộ phận để chúng ta phân cấp phân loại, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể tạo ra các nhóm và đào tạo hỗ trợ riêng cho khách hàng theo các yêu cầu tùy biến của họ, và chúng ta cũng sẽ phải đào tạo và tuyển dụng thêm những cái nhân sự phụ trách mảng bán buôn để mà chăm sóc khách hàng. Rồi thì để mà có được doanh số thì chúng ta phải tìm khách hàng mới. Chúng ta tìm kiếm khách hàng mới bằng các cái phương pháp như là tìm fanpage, website, số điện thoại, sau đó thì cho nhân viên kinh doanh tiếp cận, hoặc là chúng ta có thể chạy quảng cáo tìm đối tác là các chủ shop, chủ livestream, chủ cửa hàng, chủ page và những người bán hàng trên Facebook hoặc là trên các cái nền tảng sàn thương mại điện tử. Hoặc là chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo để chúng ta tìm, đúng không ạ? Chúng ta tặng thêm các khóa học về ngành hàng thời trang hay marketing online, hay là kinh doanh online hay live stream đều được, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể mở các lớp offline để mà chúng ta thu hút khách hàng.
chúng ta tạo các cái data thông qua các cái chương trình hội thảo, thông qua các chương trình lớp phễu, thông qua các hội nhóm đó, chúng ta có thể tìm được khách hàng. Đấy, rồi thì chúng ta tìm được các cái hội nhóm về nguồn hàng, bán hàng online, bán hàng thời trang live stream, để chúng ta vào đây chúng ta chào mẫu, chúng ta tìm data khách hàng, chúng ta chào mẫu. Thông điệp bán hàng của chúng ta là gì, đúng không? Thì chúng ta mạnh về cái gì, chúng ta chào vào đấy, chúng mẫu mã nhanh chóng, bắt kịp xu hướng, chất lượng đẹp, dễ bán, có lợi nhuận, giá rẻ, có chính sách hỗ trợ tốt, cần có bộ sưu kit chia sẻ về năng lực sản xuất của công ty, catalog, rồi thì bảng báo giá. À, cũng có phải có quy định về đơn hàng tối thiểu, cái mức giá ở công ty đang bán là như thế này. À, rồi thì đơn hàng tối thiểu chẳng hạn như là bao nhiêu đó, từ 50 đến 100 hàng, rồi phải xây dựng chương trình tuyển dụng đại lý. À, tiếp tục về KPI thì chúng ta chia doanh số theo tháng. À, chúng ta chia từ tháng 7 cho đến tháng 12, và lộ trình chúng ta tăng trưởng doanh số dần dần chứ không thể tăng nhanh được hết. Đó. Thế thì chúng ta cũng tính lợi nhuận bán buôn, lợi nhuận bán lẻ, chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ. Thì cái điểm này để chúng ta phân bổ nó ra, để chúng ta biết được các khoản chi phí, và chúng ta sẽ tính điểm hòa vốn của bán buôn, chúng ta tính điểm hòa vốn của bán lẻ, chúng ta tính điểm hòa vốn của cả công ty. Đó thì chúng ta biết là chúng ta sẽ phải làm gì, làm bao nhiêu thì mới có thể đạt điểm hòa vốn. Từ đó chúng ta cũng sẽ xây dựng các cái chính sách dành cho lương thưởng cho nhân viên, chi phí dành cho marketing, chi phí dành cho các hoạt động khác. Đó, chúng ta phân bổ ví dụ như là chi phí bán buôn bao nhiêu phần trăm, chi phí bán lẻ bao nhiêu phần trăm, chúng ta phân bổ ra. Chúng ta tập trung vào mảng bán buôn. Chúng ta sẽ tạo ra các cái bộ sưu tập để phục vụ cho khách hàng. Đấy, và mục tiêu của chúng ta phải đứng đầu một cái thị trường nào đó, đúng không ạ? Tạo ra cái cơn sốt thương hiệu, vân vân. Đấy, rồi chúng ta tính đến là việc mở chuỗi, nhập hàng, vân vân. Đấy, tìm khách hàng ở đâu? Thì chúng ta tìm khách hàng ở các cái thành phố, các cái tỉnh thành, và tập trung vào khu vực miền Bắc cũng như là các cái miền Trung, miền Nam, tìm kiếm khách hàng mới. Đấy, thông điệp chúng ta giới thiệu là gì, đúng không? Thì chúng ta đã có rồi. Đấy, chúng ta sản xuất media, video, hình ảnh. Cái quy trình của ta khép kín và tự sản xuất được, năng lực lõi có thể sản xuất được ra các mẫu giá rẻ, và có xưởng, có nhà máy, có đội ngũ thiết kế, có thể đã làm gia công cho những hãng lớn, kiểu kiểu như vậy. Và xây dựng website để mà chạy quảng cáo, thêm các kênh khác để tìm khách hàng mua buôn, để tìm thêm những cái lượng khách hàng tiềm năng. Mình có thể hỗ trợ đào tạo cho các đại lý. À, rồi thì tuyển dụng cộng tác viên, rồi thì hỗ trợ sản xuất content cho họ để mà họ có thể sử dụng content họ bán ngay, chạy quảng cáo cho họ nếu mà họ muốn, và cố vấn các cái chiến lược cho họ. Đối với mảng bán buôn thì mình có mảng gia công hàng nữa, thì mình gia công là mình sẽ thiết kế mẫu cho họ chọn, và mình sẽ sản xuất mẫu của họ đưa cho mình. Đó, và cái nguồn khách đấy chính là những cái chủ page, chủ live stream, chủ shop, rồi chủ gian hàng ở trên các sàn thương mại điện tử. Phương pháp tiếp cận thì tôi đã hướng dẫn rồi, đúng không? Đấy. Thế còn đối với mảng bán lẻ thì chúng ta cũng đang tính là khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ rưỡi một tháng, chúng ta chia thành các cái nhãn hàng này, chúng ta chia doanh số này. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm, chia theo kênh này, kênh Facebook, kênh Google, kênh sàn này, kênh livestream này, kênh hội nhóm này, kênh chạy quảng cáo này. Rồi chúng ta cũng phải bóc tách tất cả các khoản chi phí trong mảng bán lẻ, ví dụ như là chi phí thuê mặt bằng, chi phí lương, chi phí nhân viên, chi phí điện, chi phí internet, chi phí telesale, chi phí ship hàng, chi phí chạy quảng cáo Facebook và các công cụ khác, chi phí hàng quay đầu, chi phí tồn kho. Đó, thì chúng ta tính như vậy thì chúng ta sẽ biết được có lợi nhuận hay không có lợi nhuận, và điểm hòa vốn là bao nhiêu. À, rồi chúng ta cũng sẽ phải có những cái chiến lược phân quyền cũng như là phân những cái chức năng nhiệm vụ cho từng cái bộ phận, từng cái nhân viên trong cái chương trình bán lẻ của chúng ta. À, rồi tiếp tục là chúng ta sẽ chia theo kênh. À, kênh Facebook thì chúng ta có fanpage, thì chúng ta cần phải làm gì, kế hoạch của chúng ta đây, đăng bài trên fanpage shop commerce, đăng bài vào các album, đăng bài để tăng tương tác, tăng like, rồi làm các cái sự kiện, đấy, kết bạn hoặc mời khách hàng, vân vân.
Rồi đối với mảng quảng cáo thì chúng ta cũng cần phải tính đến là có lộ trình chạy, chứ không phải cứ chạy bốc thuốc, chạy tào lao. Chúng ta phải có chiến lược chạy, kế hoạch chạy, ngày nào chạy bài gì, chạy bao nhiêu tiền, chạy chỉ số như thế nào, chạy ra được bao nhiêu tin nhắn, tỷ lệ chốt là bao nhiêu, chúng ta phải đo lường rất kỹ và phải bám sát vào tình hình dịch bệnh, phải bám sát vào tình hình gia mẫu của thương hiệu, của sản phẩm, phải bám sát vào nhu cầu của khách hàng. Đấy, chạy quảng cáo video, hình ảnh, tin nhắn, remarketing, vân vân. Rồi thì cái phần này thì tôi sẽ dạy cho các bạn trong cái khóa Facebook Marketing của tôi. Đó. Rồi thì chúng ta chạy quảng cáo Facebook thì cũng rất là đắt đỏ và chết tài khoản rất nhiều. Chúng ta tính phải đi làm tài khoản, phải đi thuê, đi mua. Đây cũng là một cái kênh trọng tâm nhưng mà sẽ phải đa dạng hóa các kênh hơn. Về hình ảnh hoặc video kết hợp với chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại, quà tặng phải đổi mới, gây sốc, hấp dẫn, chứ không phải là cứ lúc nào cũng giảm giá 5% 10% mà chúng ta sống được đâu, đúng không ạ? Có thể kết hợp với các chiến dịch tự chạy và thuê ngoài, đấy, vân vân. Đấy, chúng ta cũng cần phải có tài khoản thuộc doanh nghiệp để sau này giảm bớt cái chi phí quảng cáo thuê đi. Thuê tài khoản nó giờ phải đi thuê, mua cũng phải đi mua, đúng không? Làm cũng phải làm. Và quan trọng là phải xây cái tài khoản quảng cáo, bây giờ nó rất là khó khăn. Đó. Các cái chiến dịch quảng cáo bao gồm bán lẻ trực tiếp này, bán buôn, tìm khách mua buôn này, tìm khách gia công này, phát triển chuỗi nhượng quyền này, tất nhiên là phải cái này phải sau dịch. Đấy, rồi thì tìm kiếm đối tác nhập hàng này, quảng cáo thương hiệu này, làm thương hiệu này, tặng các khóa học cho chủ shop thời trang này, tìm khách thuê hàng gia công số lượng lớn này. Tiếp tục là về kênh hội nhóm trong Facebook này, thì chúng ta phát triển kênh hội nhóm mà khách hàng đã mua này. Đấy, tìm kiếm khách hàng trong những kênh và hội nhóm khác này. Đấy, tăng thành viên của nhóm mình này, tạo giá trị cho nhóm này, tặng quà này, và đặc biệt là có thể tạo livestream bán hàng trong nhóm của mình và các nhóm chất lượng mà mình đi thuê, đi mua, đi mượn. Đấy. Thế rồi kênh livestream thì ta sẽ tập trung vào livestream trên fanpage, bởi vì Facebook cá nhân bây giờ rất là khó like, và đặc biệt là page tích xanh thì chúng ta like cũng rất là ok. Đấy, đây cũng là một kênh tốt. Và chúng ta cần phải có kế hoạch livestream, có nhân sự, có trang thiết bị đầy đủ, có quà tặng, có kế hoạch, có nhân viên livestream, có cộng tác viên, có được đào tạo kỹ thuật livestream. Thì tôi cũng có những cái chương trình đào tạo về livestream cho các bạn, và các bạn cần thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi tư vấn và đào tạo cho các bạn. Livestream trên page, livestream tích xanh, chạy quảng cáo livestream trực tiếp, livestream hội nhóm, livestream đa tài khoản, đa nền tảng, tức là cùng một thời điểm chúng ta có thể lốc vào nhiều tài khoản Facebook và livestream trên cả những nền tảng khác nữa. Đấy, chúng ta cần phải lập kế hoạch chi tiết cho sản phẩm gì live, một tuần live mấy buổi, giá bán là bao nhiêu, khuyến mại là gì, quà là gì, lịch trình là gì, nhân viên là ai, chi phí truyền thông trước livestream là như thế nào, cần phải có kế hoạch. Đấy, thế thì ví dụ như ở đây thì tôi cũng đã cho các bạn xem cái kế hoạch mẫu, kế hoạch livestream. Đó thì viết ra đây, đúng không ạ? Từng ngày phải làm gì, phải làm gì. Đấy. Đấy. Rồi số mẫu dự kiến, rồi bán bộ gì, giá nào, làm rất là chi tiết. Tất nhiên là thực thi hay không thì nó còn còn phụ thuộc vào cái việc là chúng ta làm. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng thuê các cái bài viết, đăng bài trên các trang tin, rồi chạy quảng cáo để cho làm khai trương cho nó dễ, cũng như là để cho nó có cái lượng khách nhất định. Đó, thì đấy là tôi giới thiệu cho các bạn sơ sơ như vậy. Rồi các cái công cụ hỗ trợ cho Facebook như là quản lý fanpage, rồi quản lý tin nhắn, chatbot, Telepro, rồi thì phần mềm CRM vân vân, phần mềm quản lý đơn hàng vân vân thì chúng ta cũng phải sử dụng. Thì tôi cũng yêu cầu nhân viên là phải đăng trên bài trên Marketplace. Đó, chạy quảng cáo trên Marketplace. Đăng một bài trên Marketplace, sau đó thì chạy quảng cáo ngay trên Marketplace. Thứ hai là kênh Google, thì ta phải làm landing page hoặc website, sau đó thì chạy Google. Thì trong Google thì chúng ta chạy Google Shopping, Google hiển thị, Google Video và Google tìm kiếm đều được. Đấy, đối với Google thì chạy thời trang thì rất là ok. Chúng ta có thể sử dụng thêm các công cụ remarketing hay là của Retail hay là Adron, là những cái nền tảng quảng cáo rất là xuất sắc của Google, có nhân sự phụ trách chuyên về cái này. Đó. Kênh sàn thì ta sẽ dự kiến mở dưới ba cái sàn là Tiki, Lazada và Shopee.
Và trong đó thì chúng ta sẽ mở dưới dạng là Tikimo, Lazadamo và Shopeemo, bởi vì công ty của ta lớn đúng không? Đấy, chúng ta lên mô chúng ta bán nó sẽ hoành tráng hơn, tin tưởng hơn. Đấy, cũng có nhân sự và cũng có kế hoạch rất là chi tiết. Đấy, cũng có các chính sách về giá, về khuyến mại và sản phẩm cho từng sàn, và phải làm việc sâu với các sàn cũng như là làm việc sâu với các đội ngũ chuyên về sàn. Tiếp tục là về kênh YouTube thì chúng ta cũng nên phát triển kênh YouTube để xây dựng thương hiệu. Đấy, phát triển những cái video nói về phong cách thời trang, nói về lựa chọn đồ, mix đồ, lối sống, phong cách sống, đẳng cấp sống, rồi cách sống làm sao cho nó đẹp, cho nó hay, cho nó thời trang và phong cách. Đấy. À, chúng ta quay lại những cái video mà chúng ta sản xuất hoặc đi chụp hình, hoặc là chúng ta làm những cái video giả TikTok chúng ta đưa lên đây cũng rất là hay, video giả livestream để tạo một cái kênh làm tăng thương hiệu cho chúng ta lên. À, chúng ta chia thành các cái nhóm khách hàng, nhóm đối tượng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái chủ đề phù hợp cho họ. Đấy. Sau đó thì kênh website thì chúng ta cũng tạo website thương mại điện tử và đăng ký với cục thương mại điện tử. À, sàn giao dịch đã được đăng ký, xong đó là đăng nội dung phát triển sản phẩm lên, xong đó làm vừa là viết SEO web, chạy quảng cáo Google Ads, tìm kiếm Google Ads hiển thị, Google Ads shopping, rồi cốc cốc vân vân, rồi Zalo Ads cho website đều được, cho phép mua hàng trực tiếp trên website và thanh toán trực tuyến. Thậm chí sau này chúng ta sẽ phát triển cái phiên bản app, tức là ứng dụng trên điện thoại di động, và cũng cho phép thanh toán bán hàng chốt đơn ngay trên website. Có cái nhân sự phụ trách website và nội dung đầy đủ. À, các cái kênh về native ad như là Eclick, Ad Micro, Estima thì các kênh này chúng ta cũng có thể chạy, nhưng mà nó hầu hết là nó chỉ chạy quảng cáo CPC hoặc CPM. À, CPC hoặc CPM. Và ngân sách chạy thì chúng ta cũng thấy là nó cũng khá là đắt và tốn kém. Nhưng mà đổi lại thì cái lượng tìm kiếm cũng như là lượng hiển thị ở trên các cái tờ báo nó cũng sẽ lớn, nó cũng sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta bán ở trên web và trên trên kênh chính là kênh Facebook Fanpage. À, tiếp theo là kênh Zalo thì chúng ta có thể tạo Zalo OA và Zalo Shop mang một cái thương hiệu của chúng ta, đăng tải các cái hình ảnh sản phẩm thông tin ở trên này, tích hợp các công cụ thanh toán, sử dụng các công cụ Zalo OA và Zalo ZNS, nó có một công cụ là ZNS, Zalo Notification để chăm sóc khách hàng, gửi tin nhắn trực tiếp cho Zalo, chạy quảng cáo Zalo và Atima, có Zalo S và Atima là cùng một hệ thống, Atima là hệ thống quảng cáo native ad của VNG, còn Zalo S là của riêng trên Zalo, và Zalo thì thuộc VNG. Hai hệ thống quảng cáo này thực ra là một nhưng mà lại là hai. Chạy quảng cáo Zalo cũng rất là dễ. Các bạn muốn học thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Không khó. Học khoảng 2 buổi nên các bạn có thể biết làm tốt. Cũng có người phụ trách kênh. Hiện nay giá thầu của Zalo tham chiếu có thể là khoảng độ 3.000 đồng cho một click. Với tỷ lệ CTR nhấp quảng cáo nó rơi vào từ 2 cho đến 5 hoặc có thể cao hơn phần vạn nhá, 2 đến 5 phần vạn. Đấy. Tiếp tục là kênh TikTok thì chúng ta có thể phát triển được kênh TikTok, phát triển video đưa lên kênh để làm cái kênh TikTok của chúng ta nhằm là thu hút lượng theo dõi cũng như là làm thương hiệu. Sau đó thì chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo trực tiếp trên TikTok và đưa khách về website hoặc là đưa khách về Shopee để chốt đơn. Cái hướng này cũng rất là hay. Và trên kênh TikTok thì chúng ta cũng xây dựng cái phong cách sống, nhưng mà hãy lưu ý là TikTok thì nó chỉ có 1 phút. Nội dung phải làm rất là chất lượng và cô đọng. Tiếp tục là kênh báo chí thì chúng ta có quảng cáo truyền hình, PR thương hiệu, PR SEO của thương hiệu. Rồi thì PR thương hiệu là nhà sản xuất giá tận gốc, giá rẻ và có năng lực cốt lõi, vân vân. Ngân sách chúng ta định chi bao nhiêu, số lượng bài chúng ta định chi bao nhiêu. Tiếp tục là phần 2.10 là chúng ta sản xuất nội dung. Thì về loại hình thì có video, ảnh, bài viết, tạp chí, các khóa học. Thì video thì chúng ta đăng lên trên YouTube, TikTok, Facebook, Zalo đều được. Ảnh thì có ảnh chụp bộ sưu tập, ảnh tĩnh, ảnh động, ảnh 3D, ảnh banner, ảnh mix đồ, ảnh stylist, ảnh hot trend vân vân cho ngành thời trang. À, mình viết bài SEO, bài Facebook, chủ đề thời trang và cuộc sống, các cái tạp
có thể phát triển một cái cuốn tạp chí thời trang công sở rất là hay, một cái ý tưởng một cuốn tạp chí thời trang công sở rất là hay. Hoặc là có thể tặng các khóa học như là khóa học livestream ngành thời trang, khởi nghiệp ngành thời trang, hay là chuỗi thời trang, chạy quảng cáo ngành thời trang, tạo phễu ngành thời trang, vua bán hàng vân vân, dạy làm giàu, dạy làm con, giữ gìn hạnh phúc gia đình vân vân, duy trì sức khỏe vóc dáng thể hình vân vân. Thế thì cái này mình có thể cho tặng hoặc là đưa lên YouTube hoặc là cho tặng để người ta học và tạo phễu khách hàng cho chúng ta vân vân, đúng không? Học các lớp offline, các lớp trực tuyến qua Zoom vân vân, và hỗ trợ cho khách mua buôn các cái kho content hình ảnh bài vở, rồi thì hỗ trợ cho khách mua lẻ cũng như vậy. Phải có nhân viên phụ trách, nhân viên ý tưởng, nhân viên sản xuất video, nhân viên chụp hình chỉnh sửa bài, hoặc là chúng ta thuê ngoài. Đấy, hoặc là hợp tác với công ty của chúng tôi về thời trang thì các bạn sẽ không cần phải làm tất cả những thứ này, chúng tôi làm hết cho. Đó. Rồi phát triển các cái chủ đề. Đấy. Phát triển các chủ đề liên quan đến việc xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng và làm cho khách hàng cảm thấy trở nên có giá trị hơn và thấy thích thú hơn với thương hiệu, đúng không? Đảm bảo được cái yếu tố về cá tính, tính chất, sự đặc trưng của thương hiệu. Các cái chiến dịch quảng cáo sốc độc lạ, gây tranh cãi nhưng mà không không tạo ra những cái sự khủng hoảng truyền thông trái chiều. Ví dụ như là đàn ông mặc váy thay vì phụ nữ, đúng không ạ? Đàn ông quảng cáo đồ lót thay vì phụ nữ, đấy là những cái ý tưởng mà có thể sốc độc lạ, đúng không ạ? Tôn vinh cộng đồng LGBT, chiến thắng Covid, đúng không ạ? Rồi thì gửi hàng mẫu tặng cho các ngôi sao Hollywood, Grammy, Grammy gì đó, hay thậm chí là tặng cho các MC truyền hình, các bác sĩ chống dịch, đúng không ạ? Y tá chống dịch, cũng là một cái món quà tặng. Nam giới livestream bán đồ nữ thời trang công sở nhưng lại chụp dưới bể bơi đang dùng laptop để làm việc. Đây là cái mà gọi là work from home đấy. Work from home. Rồi thì các chiến dịch thì chúng tôi không phải là các thiên thần, đúng không ạ? Chúng tôi cũng không giỏi việc nước, cũng chẳng đảm việc nhà. Tại sao có những ý tưởng như thế này là bởi vì là Victoria's Secret là có cái chiến dịch là chúng tôi là các thiên thần, đúng không? Các siêu người mẫu rất là đẹp. Thế thì các hãng khác sẽ ra chiến dịch là chúng tôi không phải là các thiên thần, và cái hình ảnh người ta chụp nó rất là đa dạng, người béo, người gầy, người cao, người thấp, người đen, người trắng, kiểu kiểu như thế. Thế ở Việt Nam thì có là giỏi việc nước, đảm việc nhà, thì phụ nữ bây giờ chúng tôi không giỏi việc nước cũng chẳng đã đảm việc nhà, đúng không? Hoặc là gần đây trên trên TikTok nó cũng có một cái trend đấy là mặc quần áo rất đẹp nhưng chỉ ở nhà làm việc nhà thôi. Đấy, mặc thời trang công sở thương hiệu Moon hoặc là Baza của tôi, đúng không ạ? Đang làm ấy thì nhưng mà lại làm việc nhà. Ví dụ như là nấu cơm, giặt quần áo, rồi thì lau nhà, rồi thì nội trợ, rồi thì tưới cây, rồi thì tắm cho con, đấy, ví dụ như thế. Thì những cái bộ ảnh như thế nó sẽ tung ra, nó sẽ làm được cái thương hiệu rất là mạnh cho mình, đúng không? Đàn ông thường thì muốn phụ nữ giỏi chuyện công sở, giỏi này kia, đúng không? Thì đấy, thì chúng ta tạo ra những cái chiến dịch như thế. Chúng tôi không phải là người mà theo mong muốn, mà chúng tôi là chính tôi, chúng tôi là phiên bản tốt hơn của chính mình vân vân. Đấy là một vài cái ý tưởng. Rồi thì chúng ta cũng có thể đi ký marketing liên kết với một số các cái sàn affiliate, cung cấp cho họ các cái team marketing để họ chạy. Rồi thì chúng ta đưa ra các chương trình bán hàng như chương trình khuyến mại, giảm giá, rồi mua quà sản phẩm, tặng quà vân vân. Thì các chương trình khuyến mại này thì tôi cũng có một cái bộ video dạy về làm khuyến mại rất là hay. Các bạn có thể tìm thêm các cái tuyệt chiêu khuyến mại trên kênh YouTube hoặc là liên hệ với tôi để tôi tư vấn cho. Chương trình bán hàng, chương trình bảo hành, chương trình đổi trả, chương trình chính sách giao hàng, rồi chương trình tích điểm khách hàng online, dịch vụ khách hàng vượt trội như nào đấy, tính toán về chi phí và điểm hòa vốn. Đây tôi cũng đã tính toán các cái chi phí, bóc tách hết các chi phí ra trong một tháng, chia cho 30 ngày để chuẩn bị dòng tiền.
nhân sự, chuẩn bị đào tạo, đào tạo các kỹ năng về quảng cáo, kỹ năng về chốt đơn, kỹ năng về lập kế hoạch, truyền động lực cho nhân viên, vân vân. Phân tích SWOT, phân tích PESTEL, vân vân. Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ. Đây thì tôi cũng phân tích một số những cái điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, vân vân. Cái này bạn có thể đưa lên trên hoặc đưa lên dưới, và có thể phân tích theo PESTEL nó phức tạp hơn, rồi phân tích theo mô hình Five Fox, tức là năm năm trọng lực của Michael Porter, vân vân. Đấy. Thì đây là tôi cũng đưa ra một số những cái kế hoạch sơ bộ để cho các bạn hình dung ra. Thì đây nó là một cái file, nó gọi là master plan, tức là một cái kế hoạch tổng thể. Thực ra tôi có một cái liên quan đến mind map rất là hay như thế này, nhưng mà thực sự là nó quá dài và nó cái sơ đồ cây nó quá là to. Đấy, nên là tôi xuất ra bản Word cho các bạn nhìn nó dễ hơn. Đấy, thực ra tôi làm cái sơ đồ cây rất là kỹ như này, khủng khiếp đúng không ạ? À. Thế thì nếu mà các bạn mà muốn nhận cái file này, cả bản Word lẫn bản sơ đồ cây rồi các kế hoạch khác, thì các bạn cứ liên hệ với tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, tôi giảng dạy ở trường đại học thương mại. Email của tôi là phananhonline@gmail.com, Facebook của tôi là facebook.com/phananhonline, số điện thoại là 0989 623 888, website là pamarketing.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn, và nếu như các bạn muốn khởi nghiệp bán hàng kinh doanh online chạy quảng cáo thì các bạn liên hệ với tôi, hoặc là nếu mà các bạn muốn nhập hàng thời trang thì các bạn cũng thể liên hệ với tôi sẽ tư vấn cho các bạn hàng hóa, chính sách và rất nhiều các điều kiện thuận lợi. Xin cảm ơn.